Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây tỉnh Sơn Đông đã trở thành trung tâm của các trận mưa lớn và nhiều nơi bị ngập lụt. Dữ liệu cho thấy lượng mưa trong 2 ngày qua đổ xuống là 14,57 tỷ mét khối, tương đương với 12.141 hồ đập xả xuống trong 2 ngày. Vào tuần qua, một trận mưa lớn đã xảy ra ở Lâm Nghi, Sơn Đông, làm ngập đường và khiến ô tô chìm trong nước. Theo mạng lưới thời tiết Trung Quốc, tỉnh Sơn Đông đã có mưa lớn trong những ngày gần đây. Theo dõi cho thấy, từ 11 giờ ngày thứ 3 đến 6 giờ ngày thứ 5, lượng mưa trung bình ở Sơn Đông là 192,8 mm, tương đương 14,57 tỷ mét khối nước. Theo khả năng trữ nước của Hồ Đàm là 1,2 triệu mét khối, tương đương với 12.141 hồ chứa nước ở Sơn Đông trong 2 ngày. Cư dân mạng cảm thán, sao trời mưa to thế? Hóa ra mưa ở Sơn Đông đều là do Hồ Đàm Ninh xả lũ. Khoảng trưa ngày thứ 5, mưa lớn đã xảy ra tại huyện Triệu Hoa, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, kèm theo dông lốc và gió mạnh cấp 8 đến cấp 9. Lượng mưa lên tới hơn 140mm, một số đoạn đường đô thị bị ngập. Ngày thứ 6, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi ở Sơn Đông, có nơi mưa to hoặc mưa to cục bộ kèm theo sấm sét và dông lốc, gió giật mạnh. Trong đó, một số quận, huyện ở Hà Trạch, Tế Ninh, Giao Hoàng và Lâm Nghi cũng xảy ra mưa đá. Đài quan sát khí tượng Sơn Đông công bố thông tin mưa lúc 6 giờ ngày thứ 7. Từ 6 giờ ngày thứ 6 đến 6 giờ ngày thứ 7, tổng số 120 quận huyện, thành phố và 1.628 thị trấn trong tỉnh có mưa, với lượng mưa trung bình là 63,7 mm, tương đương với khoảng 2,45 tỷ mét khối nước, mưa lớn ở Yên Đài, Tân Châu và Uy Hải. Trong số các trạm quan trắc khí tượng, có 68 trạm đã đạt mức mưa bão với hơn 80mm và điểm mưa lớn nhất là 151mm ở Yawan, Mengzi, Yên Đài, đạt mức mưa rất lớn. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy trận mưa lớn ở Thanh Đảo, Sơn Đông khiến đường phố ngập trong nước. Ô tô chìm trong nước, lao đi như đang chèo thuyền. Biển số của nhiều phương tiện bị nước cuốn trôi. Anh Gao và công nhân vệ sinh làm việc tại bãi xe đã nhặt được hơn 30 biển số để chủ xe đến xin lại. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây hứng chịu mưa dông, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã đưa ra 3 tín hiệu cảnh báo trong một ngày. Nhiều danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa do mưa dông. Trận mưa bão mạnh khiến nhiều nơi ở Thanh Đảo bị ngập lụt, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước không thể di chuyển, các bậc thang thậm chí biến thành thác nước. Bắt đầu từ 8 giờ 20 phút sáng, Đài quan sát khí tượng Thanh Đảo đã phát tín hiệu cảnh báo màu vàng về dông bão và gió mạnh, tín hiệu cảnh báo màu vàng khi có sấm và sét và tín hiệu cảnh báo màu xanh lam khi có mưa lớn, chỉ ra rằng một số khu vực ở Yaoyu, Pingyu, Sibe và Linkang ở Kikao hiện đang có mưa dông. Dự kiến trong 6 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, có thể gặp thiên tai sét đánh, người dân cần đề phòng. Khu thắng cảnh Qingdao Lao San đã phát đi thông báo vào chiều cùng ngày. Hiện tại một số đoạn của khu thắng cảnh Lao Han có nước ngập. Để đảm bảo an toàn cho du lịch, khu du lịch tạm thời đóng cửa. Tài khoản Weibo chính thức của Cục Quản lý Đô thị Thanh Đảo cũng thông báo rằng hiện tại tất cả 9 bãi biển ở Thanh Đảo đã bị đóng cửa, đồng thời treo cờ đỏ để cấm du khách tắm biển. Bị ảnh hưởng bởi trận bão mạnh, các tuyến đường ở Thanh Đảo bị ngập nặng, đường phố thành sông, nhiều phương tiện bị ngâm trong nước lũ và chờ đội chống lũ đến giải cứu. Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc gần đây bị sét đánh và mưa lớn, cầu thang biến thành thác nước. Kính thưa quý vị, từ 20 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày 11 tháng 9 tại huyện Yewan, bất ngờ có mưa lớn, có nơi mưa to từng điểm và mưa to ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lốc xoáy núi và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở quận Yewan. Tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9, đã có một người chết trong quá trình chuyển viện và điều trị, hai người bị thương, ba người mất liên lạc. Sau khi xảy ra thảm họa, địa phương đã lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp và nhanh chóng tổ chức lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9, có 3.198 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi và các công tác cứu trợ thiên tai như tìm kiếm cứu nạn người mất tích, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, ứng cứu khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, xác minh tình hình thiên tai đang được thực hiện. Theo Bộ phận Khí tượng, dự kiến lượng mưa ở quận Yewan sẽ tiếp tục trong 6 giờ tới. Từ 0 giờ đến 5 giờ sáng ngày 11 tháng 9, mưa liên tục tại thị trấn Fengyu, huyện Eruan, tỉnh Đại Lý đã gây ra lở đất ở làng Theja, thị trấn Fengyu, gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân xung quanh.
đáp lại một lá thư từ Cục Quản lý Khẩn cấp quận Yayuan. Vào lúc 6 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9, huấn luyện viên Wang Wensanyang của phi đội A1 đã dẫn 24 chỉ huy, 3 phương tiện, 50 bộ thiết bị cứu hộ khẩn cấp và 12 bộ thiết bị thông tin liên lạc đến cuộc giải cứu. Lúc 8 giờ 18 phút, biệt đội đã cử 5 người tới trước và 9 người từ đội trực thuộc trực tiếp do Wang Jian, Phó Cục trưởng Cục Chính trị chỉ huy giúp đỡ, mang theo một chiếc thuyền xung kích, 9 bộ quần áo cứu hộ dưới nước PFD và 30 dụng cụ cầm tay cứu trợ thiên tai. Hiện tại, dòng chảy mình vỡ đã ảnh hưởng đến làng Teja ở một mức độ nhất định, một con đường khó đi qua và không có thương vong. Thời tiết ở Yayuan County là mưa nhẹ, nhiệt độ là 14 đến 25 độ C và dòng chảy mảnh vụn vẫn đang lan rộng. Lực lượng cứu hỏa rừng từ hạt Yayuan đã đến địa điểm xảy ra thảm họa và hiện đang liên hệ với các ban ngành địa phương liên quan để thảo luận về ứng phó với thảm họa. Lực lượng cứu hỏa đã tìm kiếm và giải cứu 9 người già, phụ nữ và trẻ em khỏi nhà của những cư dân gần ủy ban làng Teja. Tính đến 10 giờ 40 phút, có 40 hộ gia đình đã được tìm kiếm và hơn 80 người đã được chuyển đi. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vào ngày 11 tháng 9, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ 5 ngày trước, lượng mưa lớn trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và từ 3 ngày nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày 11 tháng 9, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Giang Dương Hê Giang Cu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.370 m khối trên giây. Vào lúc 5 giờ 55 phút ngày 11 tháng 9 và trạm thủy văn Chu Hê Trang Phu Cu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1.760 m khối trên giây lúc 10 giờ cùng ngày. Ngày 11 tháng 9, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Cang đã trải qua trận lũ 13.000 m khối trên giây vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 9. Và trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, hiện tại lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến gần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm và có lượng mưa lớn hơn 45mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 70mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh lớn hơn 1.020mm. Phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Wenan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày 12 tháng 9, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ sâu. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà tiếp tục lên lũ, dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối trên giây trong 24-72 giờ tới. Đoạn Bài Hề trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 9, nền ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xin Tao, thị trấn Chen Quan, huyện Jiyang, An Khang, móng bị sụt lún và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc đậu bên đường bị rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ 2 ngày trước, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Jiyang Đồng Mù, Junong đạt 196,9mm. Tính đến 6 giờ ngày 11 tháng 9, 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Sau 2 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn, Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên, các thị trấn công nghiệp của phía Tây Nam Trung Quốc đã phải đối mặt với lượng mưa cực lớn trong nhiều ngày đêm liên tiếp, khiến hơn 10.000 người phải khẩn trương di chuyển đến nơi trú ẩn trước. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào thứ Bảy trước khi lượng mưa lớn bắt đầu xảy ra ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên. Hạn hán nghiêm trọng đã khiến sông khô cạn. Một số đoạn sông bị cạn trơ đáy. Mực nước hồ chứa giảm đột ngột đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất thủy điện và nhiệt độ cao không thể chịu nổi, buộc mọi hộ gia đình phải bật điều hòa. Các nhà máy xí nghiệp là những hộ tiêu thụ điện lớn đã bị chính quyền ra lệnh đóng cửa, ngừng sản xuất. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt vào đêm Chủ nhật, đồng thời yêu cầu Thiểm Tây, Cam Túc, Tứ Xuyên và Trùng Khánh ngăn chặn nghiêm ngặt sự biến đổi đột ngột của hạn hán và lũ lụt.
3 lần liên tiếp ở Trùng Khánh không có mưa và chính phủ đã áp đặt hạn ngạch cấp điện hoặc hạn ngạch cung cấp điện, buộc một số công ty quốc tế nổi tiếng phải tạm ngừng sản xuất tại các nhà máy địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng của các nhà máy này. Nhiệt độ cao liên tục và thời tiết khô hạn ở lưu vực sông Dương Tử cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loại hạt mùa thu ở nhiều khu vực dọc theo tuyến đường. Có nhiều video và nhiều hình ảnh về các hồ và các đoạn sông khô cạn và nứt vỡ lòng hồ hoặc lòng sông được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ngày nay, hạn hán và lũ lụt đã trở nên nghiêm trọng. Dưới nhiệt độ cao và khô hạn, đất bị mất nước, trở nên tơi xốp hoặc kết tụ và cứng lại. Lượng mưa lớn đột ngột làm tăng nguy cơ thiên tai lũ lụt. Theo CCTV Bắc Kinh chỉ ra báo cáo rằng, trong trường hợp không có lượng mưa hoặc lượng mưa ít hơn trong giai đoạn đầu và đã xảy ra hạn hán, do hạn hán ảnh hưởng đến thảm thực vật và sự xâm nhập của nước mưa, trong cùng một lượng mưa, lũ lụt làm thay đổi đột ngột hạn hán và lũ lụt thường nhanh hơn, bất ngờ hơn và có nhiều khả năng dẫn đến thảm họa hơn. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong tuần tới ở miền Tây Trung Quốc tiếp tục có mưa. Số ngày mưa sẽ nhiều hơn gấp đôi ở một số các khu vực và có thể xảy ra những thay đổi đột ngột về hạn hán dẫn đến lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật đã ban hành chỉ thị để ứng phó với trận mưa lớn gần đây ở Tây Trung Quốc, yêu cầu tất cả các địa phương thắt chặt trách nhiệm kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán, tăng cường mối liên kết giữa cảnh báo sớm và ứng phó khẩn cấp, tập trung ngăn chặn và ứng phó với các mắt xích yếu và quyết liệt di chuyển trước các khu vực nguy hiểm, yêu cầu tất cả các địa phương tuân thủ cả việc kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.